Xin chào anh em, hôm nay mình giới thiệu anh em cái cây gõ đinh ST18 dùng để đóng đinh vô trong tường làm nẹp điện hay là đóng vào gỗ. Thì cái cây này á là bên công ty mình bán giá 480.000 gồm có một cái cây gõ đinh với lại ba hộp đinh ST18. Đó. Thì cách sử dụng là như vậy, mình bỏ đinh này vô đây. Rồi đóng lại. Thì kéo cái đầu này lên rồi bắt đầu lấy búa đóng. Búa đây. Đó. Đóng là cái đinh nó sẽ vô sát hết luôn. Chiếu sát xuống. Thì nếu mà anh em về đóng vô trong tường hay trong bê tông á, thì cũng được để dùng để làm nẹp điện. Còn mà nếu mà đóng cái cây này á, cái cây lưỡi này á, để mà đẩy đinh ra mà nó bị gãy á, thì anh em á, mua thêm cái cây này để thay. Giá của cái cây này không á, là 70.000. Còn một bộ gồm có 3 hộp đinh với lại một cái cây gõ đinh này á, là 480.000. Cái này á, là hàng chất lượng cao. Hiện nay là nó cao nhất do cái cây lưỡi gà này á, nó làm bằng thép mà nó dạng hình chữ U cho nên rất là khó gãy so với những cái dòng trước đây. Rồi có gì anh em liên hệ với bên công ty mình số 0903015770. Giá một bộ gồm có một cái cây gõ đinh với lại ba cái hộp đinh là 480.000 cộng với tiền ship phát hàng tận nhà.